mà sẽ chơi đầu tuần đó nha. Leo lên này. Chiêu. Đi hai. Nhanh đi ra coi. Chiêu. Yeah. Rồi bây giờ tới ai? Hello các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi tới chỗ cá heo con nha. Bây giờ đi nha. Let's go. Quá chị đẹp luôn. Bắt đi mình chạy mình đi té. Giọt cho uống nước nha bạn. Uống nước khá là lỏng nha. Các bạn có thể chạy bộ hoặc tôi chơi xe đạp. Đảm kìa bạn. Đây nè, bây giờ lên đây đi các bạn sẽ thấy cái tiệm này, cái chỗ này xe xe điện nè. 15 phút xe điện là đó kìa. Rồi. Kê kê bạn. Bố nụ. Đây đây là giờ. Đi đó. Tụi mình không chơi xe điện à. Ok, đang tới kìa tía. Kìa tới rồi. Rồi bây giờ hai mấy mình sẽ đi tới chỗ đường số 2 đi. Tới chỗ cá heo con nha. Let's go. Còn tới luôn rồi. Tới luôn rồi. Quay quá. Đây hả? Dạ. Đấy nè. Đây mình xây cam rồi cho mày. Để đi. Núi. Đi xuống từ từ, đi xuống từ từ, chúng ta tép tùng tùng. Bây giờ mình sẽ đi chơi nhà bên. Bây giờ mình tới chơi chạy, sẽ chơi chạy một hai đứa một kẹt đi đi, cái phải. Kén lên chọn chúng chưa hả? Các bạn ơi, bây giờ mấy mình sẽ lên đây chơi bạc nhốt nha. Thôi em nghĩ lắm. Chào tạm biệt. Đi hai, đi lên hả? Ồ, phi cái gì? Thôi nhúng có chừng lọt ra ngoài luôn nha. Có chừng bay ra ngoài luôn đó. Nếu có chừng bay ra ngoài luôn đó. Các bạn ơi, mấy tên mình chơi vui chưa? Có điều mấy này chơi mà hơi mỏi chứ. Đó, chơi mạnh bảo à. Thấy mình nhảy cao này các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ chơi này. Bên kia là 2 nam, bên đây 3 nữ. Coi ai thua chứ. Bây giờ ba người này sẽ nhảy nha. Ba người cuối cùng. Một người bên đại mình ha. Rồi. Hai người quyết liệt nha bạn. Đâu? Quá.
Chị hai, cho em đi ra coi. Xeo. Yeah. Giờ em dưới xuống ngã quậy. Nè, em còn xuống nha bạn. Bây giờ anh thấy chị tụt xuống rồi. Rồi các bạn nhớ lại. Lạ lắm nha bạn. Bây giờ mình thấy nha đặt chuột nha. Mình thấy con này trời lên cái bạn sẽ đạp. Không ai giữ lại tới mình sẽ chơi làm sao đây đây kéo bạn. Ha ha ha!
chốt hay nha. Tải hết đi. Rồi được rồi bé ơi. Con có chưa được. Được rồi bé ơi, bé hát tới tới cơ mà. Bây giờ mình sẽ đi tìm mấy đứa nha bạn. Đưa lại cái cây soi rõ dưới đây còn có cái nào chốt dưới đây không nha. Rõ không có cái nào chứ vô đây nha. Thì là cái đường hầm. Không biết có cái nào chốt không nha, sẽ đi tìm thử. Trời này nó hơi nhỏ luôn á. Ủa là không có ai hết trơn à. Đụng đụng lên hai. Là còn hơi nhỏ em vô. Nè Tùng vô hàng. Thấy hơi nhỏ Tùng. Vậy là mình bắt được hai đứa nha. Thật sống mình ghi đi quà. Bây giờ mình sẽ chơi gỗ gỗ với mấy người kia nha. 1, 2, 3. Thằng quà. Quà bị lại. 1, 2, 3. Thì nhanh hết. Ai cũng vô kìa. Nhất nhất rồi. Anh Vinh. Anh Vinh. Các bạn mới nhìn thấy em đó. Được hả? Mấy bạn được gặp ơi. Đang chạy bạn vô thì chặn đường mình ta. Các bạn, mình đang chạy bạn vô thì nó không cho xe mà nó chặn đường mình. Xe này quẹo lái không được, quẹo lái té ra ngoài thôi. Xe này có bắt ngột chưa? Chơi cái trò
tụi mình chơi trong cái heo con á cũng hơi mệt, bây giờ tụi mình ra rồi nên tụi mình sẽ đi chạy vòng vòng nha. Let's go. Thấy đèn không bạn? Đèn nhóc luôn. Đó, đèn thì quên nha. Cơ bản có nhớ là chỗ nhiều quán nước để uống mà nhiều đèn đó. Đúng rồi, nhiều đèn chớp đẹp nha bạn. Rồi, bye bye, chơi có vui không? Vui. Yeah. Bay chơi có mệt không? Có. Nếu các bạn thích video này, hãy cho tụi mình một đăng ký, share, like để cho team mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video mới nha. Bây giờ xin chào tạm biệt bạn. Bye bye. Bye bye.